Chào cả nhà. Dạ con chào cả nhà. Thì con chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay Hôm là 15 ngày tháng 7. 15 gặm cả nhà, 15 tháng 7 âm lịch đó cả nhà. Thì có chú Huỳnh Trung Mỹ đã hỗ trợ anh em con là 150 đô, và anh em và chú có bảo là hai anh em con sẽ chức một phần nào đó để mua những phần quà cứu những người mà gặp hoàn cảnh khó khăn đó cả nhà. Thì hai anh em con thì dự định là mua anh mua Gạo gạo ha. mua 10 phần gạo đi. Thì bây giờ hai anh em con sẽ mua 10 phần gạo và giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con nha cả nhà. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Quá sao nhìn chạy khác hay quá. Tất nhiên rồi. Bà lắm là sao ở đây sao? Thầy nhớ không? Có em Thanh nhớ rồi. Hai giờ lấy đổ xe ra. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ con mua sẽ sẵn mua gạo nè cả nhà. Thì xong rồi hết cho những người mà hoàn cảnh khó khăn đó cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ con đã mua mua gạo rồi nè cả nhà. Thì con không biết là gạo hết luôn nhiêu con, 10 khúc này á. Dạ. Để con lấy tiền. Đưa ra tại vì có chú bên nước ngoài đưa tiền con hỗ trợ những người khó khăn. Dạ cô ơi, con gửi tiền luôn. Cô nhận con rồi. Rồi đủ không con? Dạ cảm ơn con. Thôi để đi anh lên lá. Rồi cả nhà bây giờ anh em con sẽ đi thôi cả nhà. Mà đi đi. Anh khúc nhà chỗ đó có hai ông bà khó khăn đây nè. Bà hai ơi, vô lấy vô đưa người ta chứ. Đưa chứ, tại con kêu có ai trong nhà không? Dạ con có một phần quà con gửi cho ông đi. Dạ. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Dạ con cảm ơn. Ông để xuống đây nặng á. Để đây đi. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Con có mực đó. Dạ. Cảm ơn nhiều nha con. Dạ.
ở đây cũng có ngôi nhà hoàn cảnh khó khăn nữa nè cả nhà. Dạ, chị cũng để đây đi. Rồi đi tiếp thôi cả nhà ơi. Chú ơi, con có một phần quà gửi gửi chú luôn. Coi chừng nó rớt. Nhìn đây cũng có nữa nè. Dạ. Chụp hình nữa vậy. Em có phần quà em gửi chị. Đứng đó chụp hình. Có được. Có kìa, có bà Hai nhà kìa. Thôi. Cái nhà thì chỗ này cũng người già neo đơn ở đây nữa cả nhà. Ô, bà Hai, con có một phần quà con gửi con Miếu. Bà Hai. Thế Thảo, dạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Cô cảm ơn là cô muốn ơn cái chú ở bên Mỹ đã gửi tiền cho con hỗ trợ những người hoàn cảnh khó khăn. Dạ, chú đó tên Mỹ đó chú. Dạ. Ở đâu rồi chú? Dạ, chú đó ở bên nước ngoài gửi. Dạ. Dạ dạ dạ, thôi con đi luôn bà Hai. Dạ. Cho ông Hai đây hả? Anh ơi, em có phần quà em gửi gia đình. Rồi, cho em gửi. Rồi cả nhà ơi, còn 4 phần quà nữa cả nhà. Chú ơi, con có phần quà con gửi chú. Em cũng tặng. Đó. Đó. Đâu đi được đâu. Năm, con có phần quà gỡ gia đình. Búp ơi, con có phần quà con gửi Búp. Cảm ơn. Dạ. Coi. Ồ. Nhà Búp nuôi mình con này nhiều. Yến tốt nữa nó hưởng như nè. Rồi cả nhà ơi, còn một phần quà nữa thôi cả nhà. Thì anh em con cũng tranh thủ về sớm thôi cả nhà, tại vì đi Búp 9 10 giờ là công an sẽ anh em, nói chung là đi những người ra ngoài đường á nha, thì công an không cho anh những người đi. Bây giờ hai anh em con cũng tranh thủ đi sớm nè cả nhà. Bye.
à, còn một phần nữa thì tới đây là xong đó cả nhà. Cộng hai con có một phần quà con gửi ông Lý Hảo. Dạ. À, sớm giờ mình rồi, đi rồi. Phát quà vòng vòng rồi hết rồi cả nhà. Dạ thì con cũng cảm ơn chú Huỳnh, chú Huỳnh Trung Mỹ đã hỗ trợ hai anh em con cũng có một phần những phần quà để giúp những người hoàn cảnh khó khăn đó cả nhà. Thì con cũng chúc chú luôn mạnh khỏe và ông bà cô bác và anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Cô chú và anh chị nếu mà có quyên góp nãy kia thì hai anh em con sẽ đi làm những cái mà giúp những người mà khó khăn đó cả nhà, đỡ cho những họ đỡ được phần nào đó nha ở trong mùa dịch này. Còn bây giờ thì con chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những kỳ tiếp theo. Bye bye cả nhà.